Hơi lạ lùng đúng không? Chúng ta cùng đổi gió tí nhá. Như mọi người đã biết thì bộ phim Insidious hay là Quỷ Quyệt sắp ra mắt phần 5. Đây là một chuỗi phim kinh dị rất ăn khách, thu hút đông đảo sự quan tâm của khán giả. Insidious là một trong những bộ phim kinh dị tiên phong tạo nên sự khác biệt với câu chuyện đầy ma quái của nó. Chúng ta thường xem những bộ phim kinh dị thường là sẽ theo kiểu trừ tà với những chiếc bóng ma màu trắng hay là cơ thể kinh dị các kiểu. Với thời điểm bây giờ thì nó không đủ độ kinh dị và thường là dọa nạt nhau giật mình là chính. Nhưng với câu chuyện trong Insidious thì nó lại làm chúng ta vừa hồi hộp vừa tò mò trông đợi màn hóa giải ma quái từ bà thầy đồng hay là nhà ngoại cảm Alice. Nó thú vị ở chỗ là cách giải quyết vấn đề của bộ phim này, đó là người hóa giải sẽ xâm nhập vào một thế giới kỳ bí để tìm ra chân tướng của sự việc, chứ không còn là đọc kinh thánh trừ tà một cách chán ngắt như trước nữa. Nó biến một bộ phim kinh dị trở thành một cuộc phiêu lưu không biết trước được điều gì sẽ xảy ra, nhất là với cái kết của phần 1, ai cứu ai, và kết thúc thì cũng chỉ là sự bắt đầu. Và sẽ có rất nhiều người tò mò rằng, cái thế giới mà bà đồng Elite thường xuyên xuất hồn, nó ở nơi nào, nơi đây tồn tại ra sao, nó chứa đựng những nguy hiểm gì? Mặc dù xem qua 4 phần phim rồi, nhưng các thông tin về nơi đây vẫn quá là hạn chế. Video này, mình sẽ cùng nhau đi tìm lời giải cho cái thế giới ma quái lạ mà quen này là thứ gì nhé. Trong Insidious, thế giới mà bà đồng Elite thường xuyên xâm nhập là một chiều không gian tồn tại song song với thế giới thực. Nó rộng lớn, tối tăm và trống rỗng. Đây là một địa điểm quan trọng nằm giữa thế giới sống, thiên đàng và địa ngục, và nó được gọi là The Future hay là vùng đất xa xăm. Theo như Elite kể lại thì đây là một nơi tối tăm, có nhiều linh hồn bị nguyền rủa vẫn đang tồn tại một cách vô định ở đây, một nơi không dành cho người sống, và đặc biệt là thời gian ở đây cũng không hoạt động như thế giới thực. Nơi đây không hề có ánh sáng, ngoại trừ cây đèn nạp VIP của những người xuất hồn. Nó thường sẽ được bao phủ bởi sương mù. Đây là một nơi phản chiếu thế giới vật chất, nên sẽ có nhà cửa, đồ đạc và phong cảnh có thể trông gần giống với đời thật. Nhưng cũng giống như thời gian, không gian ở đây rất là phức tạp vì nhiều trường hợp có khoảng cách rất lớn nhưng có thể di chuyển trong một thời gian rất là ngắn. Ký ức của những người đã khuất có thể thay đổi thực trạng tại đây vì những căn phòng chứa đựng những ký ức mạnh mẽ vẫn có thể rất sống động và rực rỡ như các căn phòng ở ngoài đời thực, nhưng chúng có thể được thay đổi đột ngột thành những căn phòng khác chứa những ký ức của chủ nhân căn phòng. Vùng xa xăm mang kiến trúc nhiều tầng sống động với đủ loại thực thể tâm linh đa dạng như quỷ mặt đỏ, cô dâu áo đen, kẻ không thở, hình dạng cũng như tâm tính của chúng cũng phản ánh cách mà chúng đã chết. Khi có một sự sống lạc lối tới đây thì các hồn ma sẽ ngửi và phát hiện ra, chúng sẽ chiếm đoạt linh hồn sống này, khao khát có được một cơ hội để hồi sinh. Nhưng cũng có những hồn ma tà ác hơn, chúng muốn hành hạ nạn nhân về cả tinh thần lẫn thể chất rồi kéo họ gia nhập vào bóng tối. Tính khoa học trong Insidious cũng được thể hiện rất là rõ bởi chi tiết, không phải ai cũng có khả năng xuất hồn tới thế giới này, chỉ có những người được chọn hay là những thầy đồng từng trải mới có thể làm được điều này. Và khả năng này cũng sẽ đi kèm với những hiểm họa khôn lường, bởi bước chân vào đây họ sẽ tự biến mình trở thành tầm ngắm cho vô số hồn ma đang cư trú tại đây. Tới phần thứ 3 thì có thêm một cách nữa để tới vùng xa xăm, đó là việc được một linh hồn trong đó cấp quyền thông hành để kéo họ vào. Nhưng để làm được như vậy thì cũng phải triệu hồi được một hồn ma đủ mạnh nữa. Nơi này dường như nằm dưới sự kiểm soát của Demon, là một sinh vật cao lớn với đôi tai nhọn và có hai sừng trên đầu, đôi mắt sẽ giống rắn, lưỡi chẻ đôi, ngón tay giống nhện và da của chúng thì sẽ có màu đen. Kẻ mạnh nhất và cũng là chưa thể bị tiêu diệt cho tới phần thứ 5, đó chính là quỷ mặt đỏ. Đây là một con quỷ nham hiểm và mạnh mẽ, là phản diện chính ngay từ phần đầu tiên. Hắn ta có hẳn một lãnh thổ riêng cho mình trong The Future và có cả thuộc hạ bên dưới nữa. Hắn cũng là kẻ gần nhất từng suýt chiếm được một cơ thể con người, trong khi những linh hồn khác thì sẽ mất một khoảng thời gian rất là lâu. Ngoài ra thì còn một kẻ cũng mạnh không kém từng được biết tới, đó là cô dâu váy đen. Không như quỷ mặt đỏ là một con quỷ cổ xưa hùng mạnh có sẵn, thì cô dâu váy đen bản chất là một kẻ sát nhân hàng loạt và hắn là một người đàn ông chứ không phải là phụ nữ. Hắn là một linh hồn độc ác và nham hiểm, có khả năng đeo bám con mồi dai dẳng. Hắn đã từng giết tới 15 người khi còn sống và khi về già, hắn vẫn tỏ ra khỏe mạnh, nên khi là một linh hồn, hắn vẫn giữ được sức mạnh thể chất to lớn và chỉ dùng vũ lực để tấn công nạn nhân. Tới phần thứ 4, chúng ta gặp một con quỷ có vẻ não to và nhiều âm mưu kinh khủng hơn, đó là Kifei. Giờ đây, nó không đơn giản chỉ là muốn chiếm hữu hay là hành hạ nạn nhân nữa, mà ý đồ của nó có vẻ như đang là thống trị. Với mục đích muốn mở mọi cánh cửa trong The Future thì rõ ràng nó đang muốn tìm cách thống trị cả thế giới u ám này.
khi nó bắt các nạn nhân có khả năng thấu thị đặc biệt để phục vụ cho kế hoạch mở rộng khả năng bành trướng của mình. Kỳ phây cũng có những khả năng rất đặc biệt, đó là có thể khóa nạn nhân ở một nơi riêng biệt trong chính cơ thể của họ, khiến cho nạn nhân trở nên im lặng, đôi khi ổ khóa đó xuất hiện quanh cổ của nạn nhân tại thế giới thực. Nó cũng có thể khóa nạn nhân mạnh hơn bằng cách nhốt họ trong đồ phô thờ và không cho phép họ trốn ra ngoài. Tại đây, nó có thể gây ra tổn hại tới chính cơ thể của nạn nhân tại thế giới thực. Nếu quỷ mật đỏ là kẻ thống trị tối cao tại đây, thì kỳ phây có vẻ muốn tìm cách lật đổ nó hoặc là tìm một thứ quyền năng cao hơn vượt qua cả quỷ mật đỏ bằng việc mở rộng tầm ảnh hưởng của mình. Vì quỷ mật đỏ thường không mạo hiểm đi quá xa khỏi nơi ở của nó, còn kỳ phây thì ngược lại, cho thấy vùng đất này không đơn giản mà còn có sự cạnh tranh quyền lực xấu xa. Đối nghịch với lũ quỷ dữ, chúng ta có thầy đồng Alice. Cho hiện tại, bà đồng này có khả năng có thể liên lạc và cảm nhận được linh hồn của người chết. Có vẻ có những thông tin về linh cảm đồ vật, con người hoặc địa điểm diễn ra sự kiện. Bà cũng có thể lấy được các thông tin từ quá khứ và cảm nhận được các sự kiện trong tương lai. Khi xâm nhập vào vùng xa xăm, Alice có thể khuếch đại sức mạnh từ linh hồn còn sống của mình để tấn công ngược lại những linh hồn độc ác, thậm chí là có thể tác động vào những vật thể ở xa hơn mà không cần phải động vào, như là mở cửa không cần chạm trong thế giới này. Có một điều thú vị trong The Last Key, Alice đã mở rất nhiều cánh cửa cho Kỳ Phây, một trong số đó là cánh cửa hướng tới Dalton, nên nhiều người cho rằng việc Alice làm về sau giống như là một phần trong việc chịu trách nhiệm về mình. Nôm la là việc mọi người bị ám sẽ phần nhiều là do việc làm của Alice. Trong Insidious, ngoài cây đèn nạp vít ra thì còn một thứ đồ rất thú vị và đặc trưng xuất hiện xuyên suốt mỗi phần phim, đó là cánh cửa màu đỏ, thứ có thể đưa mọi người tới điểm đích mình muốn. Đây là một cánh cửa màu đỏ nổi bật như máu trong một thế giới đen tối. Nó được làm bằng gỗ và có tay cầm bằng vàng, được trang trí khá là công phu. Trong phim thì thường cánh cửa này sẽ dẫn tới hang ổ của quỷ dữ, như việc nó có thể đưa mọi người tới chỗ của tên quỷ mặt đỏ hay là căn phòng của cô dâu váy đen. Trong phần 3 thì nó sẽ có hơi khác một tí, khi cánh cửa được thể hiện như một chiếc thang máy dẫn tới các tầng trong tòa nhà chung cư, còn tới phần 4 thì có rất nhiều cánh cửa có thể đi qua. Trong phần này thì thứ mà con quỷ đó muốn là đi qua được tất cả những cánh cửa này. Điều này ám chỉ rằng những cánh cửa đó không phải là thứ dẫn tới những lãnh địa của quỷ dữ, mà là ngược lại, đây là những cánh cửa dẫn chúng tới thế giới thực. Để hiểu được rõ hơn về điều này thì có lẽ trong phần 5 sẽ được giải đáp rõ nhất, với bộ phim lấy tựa đề là chính cánh cửa ấy luôn, nên có thể nó sẽ giải thích kỹ hơn về chức năng của cánh cổng đỏ. Phần phim thứ 5 của Insidious sẽ nối tiếp mạch truyện của hai phần phim đầu tiên và có thể là hay nhất trong cả 4 phần phim đã ra mắt, và câu chuyện của nó sẽ diễn ra sau 10 năm của phần thứ 2 khi Dalton bắt đầu học đại học. The Portal là một khía cạnh mới hấp dẫn hơn của Insidious. Nó khai thác vào một thế giới tâm linh song song với thế giới thực, chứ không còn chỉ đơn giản là nỗi sợ kinh dị đến từ một linh hồn nữa. Ở đây chính là nói đến lơ chúng tới, điều mà ít bộ phim đề cập tới. Thông thường thì ở các bộ phim chỉ kể rằng linh hồn hay ác quỷ nào đó sẽ tới từ địa ngục và cách hóa giải sẽ là trừ tà hoặc nhốt nó lại từ nơi nó tới. Với Insidious, mọi lời giải tới từ chính The Futter, nơi mà chúng tới. Nó không phải địa ngục mà là một vùng đất không có sự cai quản, là một địa điểm thích hợp cho các ác quỷ trú ngụ và tìm cách được sống lại. Trong phần 2, khi mà đồng nghiệp của Alice cũng chết và hai người gặp nhau tại vùng xa xăm, Alice cũng đã nói tới một cánh cửa để siêu thoát dành cho những người không còn vấn vương cõi trần. Tức là các linh hồn vẫn có nơi để tới, họ không thực sự bị kẹt ở đây. Đó là cách những linh hồn ma quái tại đây có thể tiếp cận gần gũi và phá hoại những nạn nhân của chúng. Điều thú vị là bộ phim vẫn mang tính khoa học đời thường để cố gắng giải thích các vấn đề này theo hướng khoa học, với cặp đôi dùng công nghệ để tiếp cận thế giới huyền bí. Và quả thực nó có hiệu quả nhất định, mặc dù nó không giúp họ xâm nhập được vào vùng xa xăm, nhưng họ lại có thể dùng các thiết bị để cảm nhận được các linh hồn. Và vùng xa xăm cũng được xác nhận không phải địa ngục, một nơi trong truyền thuyết, mà đó là một không gian song song, khiến cho vùng đất đen tối này có phần thuyết phục và hiện thực hơn. Đó là những gì mình muốn chia sẻ về The Futter, một trong những thứ giúp cho Insidious trở nên khác biệt so với các bộ phim kinh dị khác. Bạn thấy bộ phim này thế nào? Hãy chia sẻ dưới phần comment nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.